cái đi đi lấy đồ đấy. Alo. Học lần đầu tiên ha. Học lần mới được gà chồng vậy á. Cái lần đầu tiên mà mới lá cây một lần đầu tiên nhất. Đi câu lạc bộ khác đâu. Đi câu lạc bộ á, cái lại là thường xuyên tập thanh với tao mà. Tới đây Hãy
đành đành đa lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết sự đành đã không còn gì nữa, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không. Còn một đường mình đi sâu chân, bước vào nơi nhau bao. Em ơi, sao đắng cay. Tôi đành vui sâu ấm tư thôi. Hết rồi còn chỉ đâu em. Hết rồi còn chỉ đâu em. Tôi đành vui sâu ấm tư thôi. Hết rồi còn chỉ đâu em. Thank you.